Chị chào tất cả mọi người trên cộng đồng mạng. Con chào các anh chị, con chào cô dì chú bác, anh chị em. Chúc sức khỏe của tôi an lành. Con nói lên một số vấn đề về công tác làm thiện nguyện. Tân nghe tí ha. Chị có gì nói sai chỗ nào thì con góp ý ha. Dạ, chị nói đi chị cũng sao. Tại chị nghĩ như thế này. Việt Nam mình thì có truyền thống là máu đỏ da vàng, đoàn kết. Từ ngày mà chiến tranh chống Mỹ, chống Pháp, chống Nhật, rồi Trung Quốc, Campuchia, là biết bao nhiêu máu nó đã đổ xuống rồi. Cho nên cái tình thương giữa người Việt mình với người Việt mình nó rất là mạnh. Cho dù là hiện giờ rất rất nhiều người Việt Nam mình xa xứ ở quê người, lao động kiếm tiền, nhưng mục đích chủ yếu cũng chỉ là muốn cho đất nước Việt Nam mình được vững mạnh hơn, thì mới có những cái kênh YouTube, mới có những người từ bước đầu làm những cái kênh, làm những cái việc từ thiện nó rất là nhỏ, việc nhỏ làm rất nhỏ thì làm việc nhỏ, từ từ phát huy lên thì nó mới là thành YouTube. Mà có thể nói là YouTube này phát triển mạnh hơn nữa là do cái mạng 4.0 với 5.0. Và đỉnh điểm là do 2 năm nay Việt Nam mình đã bị dịch giả. Thành thử ra là những người con dân ở nước ngoài rất là thương xót cho đồng bào Việt Nam. Mà cũng không ai nghĩ là thành phố Hồ Chí Minh mình sẽ rơi vào cái điểm dịch rất là trầm trọng như thế. Đâm ra là mọi người có bao nhiêu sẽ gửi về hết bao nhiêu. Mà theo như chị biết, từ đó tới giờ, ngay cả bản thân chị, khi đã gửi tiền về Việt Nam thì chỉ là 90% là hướng một chiều. Có nghĩa là chỉ có là gửi về và biết giúp, chứ không ai hỏi ngược lại là số tiền đó có bị cắt xén bớt hay không. Em đồng ý với chị, em có đồng ý với chị điểm này hay không? Dạ đúng đó chị. Thứ hai là trong tất cả các em làm YouTube, làm về mảng thiện nguyện, khi các em làm, tất cả các cô dì chú bác, anh chị em, bạn bè và các bé nữa, cũng có các bé nữa, chắc chiêu từng đồng gửi về. Để giúp, họ giúp với một cái tâm rất là trong sáng, họ giúp với một cái tấm lòng rất là vui khi mà đồng tiền họ được đến tay của những cái hoàn cảnh khó khăn đó. Thật sự có rất nhiều hoàn cảnh khó khăn, không riêng gì chỉ có là một vài trường hợp đó để mà cho thiện xào đi xào lại. Chị đã nói là mình giúp người, mình giúp lúc ngặt chứ mình không giúp lúc nghèo. Mình có thể cho người ta một cái cần câu cơm để cho người ta kiếm cơm, người ta ăn, người ta nuôi gia đình người ta. Chứ mình không thể nào mà để cho người ta siêng ăn tiếng làm. Mà thậm chí là bây giờ là cả một nhóm YouTube ngày nào cũng phải quay quần ở một cái điểm đó, một cái vị trí đó để câu like, câu view. Mà chính những YouTube đó cũng nói rằng khi quay những trường hợp khác thì không có lượt like, lượt view như vậy. Nếu như không có khó khăn thì ai biết đến mình. Cũng giống như em hiện giờ thôi, em cũng chỉ là một cái kênh nhỏ, nhưng tại sao em mạnh dạn em lên tiếng. Em mạnh dạn em lên tiếng và để cho mọi người nhìn được cái điểm sai của Thiện. Tại vì cái kênh của Thiện là một cái kênh YouTube lớn. Thì nếu như Thiện là người biết suy nghĩ, Thiện cho Thiện là thông minh, Thiện là người biết suy nghĩ. Chị cảm thấy là như thế này nó rất là đơn giản. Bây giờ chị không nói gì về vấn đề tiền bạc, Thiện không gặp rồi với ai nữa, chị không nói nữa nhé. Tại vì càng nói thì nó sẽ không đi vào đâu với đâu đâu hết. Thiện chắc chắn 100% nó sẽ không nhận với
cộng đồng mạng nó không nhận với Tân, nó không nhận với bất cứ một cá nhân nào về cái việc sai của nó, mà nó chỉ có là cố gắng lấp liếm trong thời gian này, nhưng mà chỉ nói là giấy không gói được lửa, kim giấu trong bọc thì lâu ngày nó cũng sẽ lòi ra. Một vụ án nhiều khi người ta xử năm nay không xong, nhưng mà không phải là kết thúc, người ta có thể điều tra một thời gian dài hơn. Khi đã đủ chứng cứ, người ta lôi anh ra thì lúc đó là anh hết có tiếng nói. Thì ngay bây giờ Thiện hãy tìm cách sửa sai. Thiện hãy tìm cách, chị không dám nói là Thiện tìm cách sửa sai nữa, chị không dám nói là Thiện sai, nhưng mà là Thiện đang đi quá đà trên cái danh vọng của Thiện. Thiện nghĩ là Thiện rất là hay, Thiện đi tới đâu là mọi người ủng hộ tới đó, hàng triệu lượt người ủng hộ Thiện tới đó. Nhưng Thiện ơi, người ta hay có cái câu gì nè, gió nó góp thành bão. Thành thử ra là Thiện cứ gom như vậy đó, để cho mọi người tổng hợp lại, người này nghe đồn tai người kia, Thiện làm tốt, người ta đồn tai lại. Nhưng những cái mà Thiện giúp ra thì Thiện cứ tự Thiện nhận xét lấy, là nó có một cái kết quả nào đẹp để cho khi mà Thiện quay chân về những cái điểm mà Thiện giúp, Thiện cảm thấy là Thiện hãnh diệt, là Thiện đã đưa được cuộc đời của người ta lên. Chị không nói về mặt kinh tế nha, chị chỉ nói về cái mặt mà văn hóa, về cái mặt mà xã hội đẹp hơn, Thiện chưa làm được. Ở trong Nam, ở trong thành phố Hồ Chí Minh mình thôi, Thiện thấy đi, Thiện không biết Thiện chỉ nói là Thiện biết chắc về cái kênh của anh Tám Sang. Anh Tám Sang khi anh ấy làm về công tác YouTube, ảnh hiện giờ ảnh đã là một công ty, nhưng mà ảnh đi đến đâu ảnh cũng chỉ nhắc những hoàn cảnh khó khăn mà ảnh giúp. Câu nói đầu tiên, đây là những đồng tiền của những mạnh thường quân làm rất là khó khăn gửi về giúp cho các cô chú anh chị, các cô chú anh chị phải biết trân quý và phải sử dụng đồng tiền này đúng mức, đúng mực. Đúng là anh cũng là đọc tên, nhưng khi anh đọc tên sẽ song song với cái màn hình, anh đọc cái tên nào thì cái dòng chữ tên của cái cô đó nó sẽ hiện lên trên cái màn hình rất là rõ ràng, và ảnh sẽ giải thích ra luôn là hôm nay là tiền đô nó là bao nhiêu, tiền Úc nó là bao nhiêu, tiền Canada nó là bao nhiêu, là hiện giờ là trao hết bao nhiêu tiền vào cái hoàn cảnh đó, như thế là chấm dứt. Rồi ảnh sẽ xem cái hoàn cảnh đó nó có vươn lên hay không. Có trường hợp ảnh đã giúp rồi, nhưng mà ảnh thấy là những đứa bé đó nó quá tội, ảnh giúp xong ảnh không an tâm, ảnh nửa đêm nửa hôm ảnh lái xe 12 giờ khuya 1 giờ khuya, ảnh như một cái thằng ăn trộm, ảnh đi lại nhà ảnh thực tế, ảnh xem là mấy đứa nhỏ này có thật sự được người mẹ này với người chồng này chăm sóc tới nơi tới chốn như những gì ảnh dặn dò hay không, thì nó hoàn toàn là nó ngược lại, thì ảnh sẽ có cách giải quyết ngay, chứ không phải là như Thiện. Thiện đừng nghĩ rằng là Thiện lấy tiền của mạnh thường quân, Thiện được cái tiếng là qua tay của Thiện, Thiện giúp những cái trường hợp đó, nhưng mà Thiện giúp nó phải có chất lượng. Em đồng ý không Tân? Dạ đúng đó chị. Mình giúp bất cứ một trường hợp nào nó phải có chất lượng thì người ta mới mang ơn mình. Mà chỉ nói là ở trong thành phố Hồ Chí Minh mình, ở phía Nam mình, ở những vùng quê, có những cái kênh YouTube họ không có nhiều tiền đâu, nhưng mà họ đi vô những cái vùng sâu vùng xa, mà thậm chí là con đường nó cũng không được sạch, cái cầu qua nó cũng không có, mà
anh tắm sang đó, anh xây cầu nè, xây đường nè, hãy lên kênh của anh đi. Tôi xin mọi người hãy lên kênh của anh Tám Sang nhiều vào, và hãy xem tất cả các hoạt động của ảnh trong 3 năm nay liên tục như thế nào, để mà ngưỡng mộ ảnh, ngưỡng mộ về cái cách ảnh làm. Tôi ngưỡng mộ về cái cách anh ấy làm. Anh ấy làm với một cái tâm rất là trong sáng. Không đáng giúp là ảnh sẽ khuyên. Ảnh khuyên chứ ảnh không chửi bới. Ảnh khuyên. Anh khuyên nếu như em muốn quay đầu thì anh sẽ giúp em. Nếu như dì muốn quay đầu thì con sẽ giúp cô. Chứ anh không có bác bỏ người ta, anh không có bỏ rơi người ta. Anh sẽ cho người ta một cái cơ hội. Thì bây giờ anh đã phát triển mạnh hơn. Là anh đã mua được xe cứu thương. Anh đã mua được cano, tàu vớt xác. Rồi ảnh mua được hòm, ảnh bao toàn bộ không đồng. Thiện ơi, những cái này nó quý lắm. Nếu như mà Thiện một sức mình làm không nổi thì tất cả những cái YouTube mà đang chung tay với Thiện mà quay quần ở những cái điểm, quay quần ở những cái điểm như là trọng súng, như là chủ chốt bây giờ là nó nổi trội hơn hết là vụ động súng á, thì Thiện nên khuyên những cái em này á là chung tay với Thiện tẻ ra tất cả mọi hướng, tìm những hoàn cảnh khó khăn giúp cho người ta. Chỉ nói đơn giản giống như là kênh Vô Phước, là em cũng nhờ kênh Vô Phước để giúp cho trường hợp của chị Duyên Canada. Em thấy đi, Vô Phước không phải chỉ đi giúp trường hợp như vậy không đâu. Vô Phước vô bệnh viện, Vô Phước đó là xin đó, đi thẳng vào bệnh viện và theo dõi những trường hợp mà người ta bị bệnh rất là nặng, và Vô Phước trao tiền để giúp đỡ và xạ trị hoặc là như thế nào đó, hoặc là tìm cách đưa về nhà để cho mà những ngày cuối cùng được ở bên người thân bằng những đồng tiền của Mạnh Thường Quân. Và khi Vua Quốc đưa ra bất cứ một số tiền nào, 1.000, 100.000, 200.000, 1 triệu, 2 triệu, 10 triệu, 20 triệu, Vua Quốc đều có tên và đọc rất là rõ ràng. Thiện ơi, nhỏ, từ cái số tiền nhỏ nó sẽ thành cái số tiền lớn. Hôm nay chị sẽ không nói về trường hợp của bác Ba Trầu. Chị sẽ không nói về trường hợp của bác Ba Trầu nữa. Tại vì bác Ba Trầu cũng là một trong những trường hợp mà Thiện nó đang bào mòn mỗi ngày. Không còn gì để mình nói nữa. Ở đây chị chỉ nói về bản chất của Thiện. Nếu như Thiện đã phỏng vấn chị Duyên Canada, chị Duyên Canada đã nói rằng là chị cần tiền chứ chị không vì tiền. Cho chị nói câu này nha. Chị Duyên Canada có nói một câu rằng là chị cần tiền chứ chị không vì tiền. Thì chị cũng mong Thiện là hãy sống vì cái lòng thương chứ đừng sống vì cái lòng tham. Chị hy vọng là như vậy. Nếu như mà kêu là kênh YouTube Lê Hương Thiện ngừng hoạt động, đây sẽ là một chuyện không bao giờ có. Thiện vẫn làm, nhưng mà chị mong là qua tiếng nói của Tân, qua những góp ý của bà ngoại 81 tuổi, bà ngoại 76 tuổi, của chị Cúc Trần, của chị Huê, của các anh chị em khác, mọi người đều, tôi tin mọi người đều mong một điều thôi. Tại vì Việt Nam mình á, đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại. Khi Thiện sai, Thiện sửa sai và Thiện đem những cái đồng tiền chính đáng đó, Thiện đi giúp hết những cái hoàn cảnh khó khăn khác. Tại vì nhiều hoàn cảnh lắm, người ta nhà sập sệ mà thậm chí là nước sông lên thì cái nhà nó cũng lên nước. Mà mưa xuống thì ở trên á, thì mưa nó dột xuống, mà ở dưới thì nước nó dâng lên. Sau những trường hợp đó, các bạn không đi tới giùm. Mà các bạn thấy không, như Thuận Phạm nè, nó xây một cái nhà cho dân.
Thượng Phạm xem cái nhà cho dân, mà cái con đường mà để đi đi vô để xây được cái nhà cho một cái gia đình mà một mẹ với năm con nó rất là khó khăn, phải phải từng viên gạch đẩy vào, và mọi khó khăn họ cũng phải ráng đẩy. Rồi hay là Hoàng Bảnh, Hoàng Xanh cũng đi lại từng ngôi nhà theo khả năng của mình lúc đó. Mạnh Thường Quân giúp được cái căn nhà này là được căn nhà tiền chế thì sẽ xây thành căn nhà tiền chế để cho vợ con được yên ấm trong căn nhà đó, được để cho các bé nó được yên ổn, nó học tập và lo cho các bé có một số tập vở đi học trên nhà trường cho các bé đi học. Nó là một cái việc rất là hay, mà và với cái tấm lanh lợi của Thiện, chị nghĩ Thiện làm còn gấp hay hơn gấp nhiều lần Tân nữa nếu như Thiện chịu làm, đúng không Tân? Yeah. Mà tại sao Thiện không làm? Tại vì Thiện cảm thấy rằng là Thiện vớ vào cái trường hợp này, cái số tiền nó lên là mấy trăm triệu, Thiện sẽ ôm được một số tiền nào đó. Mà chị nói thật, khi tiền của Mạnh Thường Quân từ nước ngoài gửi về, đa số chỉ có là gửi về thôi, chứ không ai Mạnh Thường Quân nặt, chứ không Mạnh Thường Quân nào thấy được những kênh YouTube đó gửi trả cho Mạnh Thường Quân đâu, không bao giờ có, trong đó cũng có chị. Thì chị nghĩ nếu như mà em không gửi trả được, Thiện không gửi trả được, thì Thiện cứ việc nói lên rằng Thiện cứ việc nói lên rằng là tháng này trong cái tiền của các Mạnh Thường Quân giấu tên, trong cái tiền của những người mà không gửi cho những cái trường hợp không đáng giúp, là Thiện còn đang giữ một số tiền đó, em sẽ chi ra một khoản tiền này. Hay là Thiện có nghe hay không thì chị không biết. Giả dụ như là kênh Tiếng Sài Gòn nó đi giúp một cái hoàn cảnh đó, thì có rất nhiều Mạnh Thường Quân cũng đã gửi cho nó một số tiền là khoảng cỡ 500, 1.000 đô hay là 10 triệu, 20 triệu gì đó. Cứ bảo nó là con cứ giữ nó đi, con cảm thấy là trường hợp nào khó khăn thì con giúp. Thì khi nó đi đến một hoàn cảnh khó khăn nào đó, nó cảm thấy là nó đáng giúp, thì nó sẽ ngừng lại, nó nói gì nè, chị ơi, cô ơi, hôm nay con lấy một số tiền từ Mạnh Thường Quân tên gì đó, cô còn gửi của con ở đây là số tiền là 5 triệu, cô sẽ rút của cô là 1 triệu để gửi cho cô. Như vậy có chính đáng không Tân? Dạ. Đồng tiền như vậy nó có rõ ràng không Tân? Dạ. Là hiện giờ con xin phép cô lấy 1 triệu, là hiện giờ số tiền của cô nó còn 4 triệu, hoặc là của cái anh nào đó, anh ơi, số tiền của anh hôm nay là còn 2 triệu, em gửi vô trong cái trường hợp này, như vậy là cái số tiền của anh em đã sử dụng hết nha anh. Thì nó cũng rất là rõ ràng, không ai nói gì được mình hết. Thì tại sao Lê Hương Thiện không làm như vậy? Nó chị thấy cái thái độ nó ngồi. Chị nói thật, chị là người lớn, khi mà mình nói chuyện, cho dù là người lớn hay là con nít, khi mà mình đã lên màn hình thì mình phải ngồi với một cái thái độ nghiêm túc. Đừng nghĩ là mình là một người có quyền nói rồi mình áp đảo người ta, rồi mình sất láo với những người ta đang xem mình, trong đó cũng có chị xem. Chị cũng xem kênh Lê Thương Thiện, nhưng mà mình hãy để cho mọi người xem, để lại một cái cảm xúc tốt về mình, chứ đừng để cho người ta cảm thấy phản cảm về cái thái độ của mình. Em không cần nói nhiều đâu Thiện nó không cần nói nhiều. Bây giờ là Thiện chỉ cần, chị nói thiệt, Thiện chỉ cần việc lên nói rằng là tôi thấy trong thời gian qua tôi làm như vậy nó có những cái vấn đề sai sót mà quý cộng đồng mạng đã góp ý cho tôi qua kênh của Tân. Bây giờ tôi cũng cảm ơn Tân. Hai bên đừng nên dùng những cái từ ngữ khó nghe nữa, tại vì mình đều là dân có học. Và cũng đừng đem những cái gì gọi là dơ dái phản cảm lên để ức hiếp phụ nữ. Nó không hay.
nó thật không đáng mặt của một người đàn ông, trong khi mình cũng đã có vợ, có gia đình, có con cái. Thì Thiện nghĩ như thế nào nếu như có một ngày nào đó mà trên cái Zalo của Thiện, trên cái điện thoại của Thiện nó cũng hiện lên những tấm hình như vậy của những người mà người ta cảm thấy là người ta ghét Thiện, rồi người ta tặng Thiện những tấm hình như vậy, thì Thiện nghĩ làm sao? Tại sao người ta không trả lại cho Thiện những tấm hình đó? Người ta cảm thấy là không xứng đáng để trả. Thì thôi, người ta nín chứ không phải là người ta sợ Thiện. Thành thử ra là chị nói là ở đây chỉ có một số vấn đề chính. Chị chỉ cần chị khuyên Thiện, Thiện nên quay đầu là bờ, nên bỏ mọi sự việc xuống một cái mức độ nhẹ nhàng. Cả Thiện và Tân ngồi nói chuyện với nhau tất cả trên cái phương diện là hòa bình. Ủa, nước này đánh lộn với nước kia mà cũng còn ngoại giao hòa bình được mà. Mình là người dân trong nước mà, mình cũng hòa bình được mà. Mình cứ việc hòa bình đi, nói chuyện cho rõ ràng ra. Ở Tân hiểu sai anh ở điểm nào thì bây giờ anh giải thích cho Tân nghe. Mà chị nói thật, nếu như Thiện nói là Thiện, đồng tiền của Thiện nó minh bạch, Thiện tôn trọng khán giả của Thiện, Thiện tôn trọng cộng đồng mạng, thì khi Thiện giải thích tất cả những cái khoản tiền mà Thiện đưa ra phải 100% không bao giờ được sai lệch, mà lẽ Thiện phải chuẩn đi chuẩn lại. Rồi Thiện lại nói là đây chỉ là vấn đề là Thiện nói thiếu, không được như vậy Thiện ơi. Khi Thiện đã lên clip, khi Thiện đã công bố trên cộng đồng mạng và mọi người đang chú ý nghe số tiền của Thiện, thì Thiện phải có một cái độ chính xác 100%. Chứ Thiện chỉnh đi chỉnh lại thì ai tin được Thiện? Người ta sẽ đặt cái dấu hỏi cho Thiện ngay. À, là có nghĩa là Thiện nói sai rồi, bây giờ lại về tìm coi là nó trật ở chỗ nào, rồi Thiện lại bù vô, rồi Thiện nói là tại vì hôm đó đọc thiếu. Nó đâu có nhiều đâu, nó có 8 lần à, mà Thiện cũng đọc thiếu được. Rồi những lần khác thì sao? Còn những trường hợp khác thì sao? Những trường hợp người ta ít đưa ít, những trường hợp người ta đưa rất là ít, chỉ có 20 đô, 30 đô, 50 đô. Không lẽ cái đó không phải là tiền? Rất chó thành bão á. Hồi xưa người Việt Nam mình đánh giặc á, thì cũng đi từ mà đôi dép lê, đôi dép râu á, lội sình, lội suối á, mà đánh được Pháp văn đó, đánh được Mỹ văn đó. Mà nó to hơn mình gấp đôi á, mà cuối cùng nó phải giơ tay đầu hàng mình á, mà nó phải về nước đó. Là tại sao? Bởi vì mình có sức mạnh của cộng đồng nó rất là mạnh. Thiện có làm cách nào đi nữa, Thiện cũng không qua được sức mạnh của cộng đồng. Hôm nay Tân nói nó chỉ là một số lượng nhỏ người nghe, có thể là có người thấm, có thể là có người không thấm, có thể là có người nói là Thiện nó, Tân nói nó dài quá, Tân nói lâu quá. Nhưng mà tôi mong là mọi người nên hiểu ra cái mà Tân muốn nói. Tân không chỉ trích gì Thiện ở trong đây hết, mà những cái mà đôi khi mà Tân nói chuyện nó có một số từ ngữ mà nó không có được văn hóa cho lắm đó, là cũng do Thiện moi người ta ra trước. Thiện nói trước, Thiện dằn người ta trước, rồi làm sao mà tâm trí đàn ông người ta chịu được, đúng không Tân? Yeah. Đúng không mọi người? Tôi nói vậy đúng không mọi người? Bây giờ tôi mong mọi người á, nếu như mà đừng sợ là mình lên tiếng là mình sẽ bị phút này phút kia, không có gì hết trơn á, không có phút nào hết. Mình cứ việc lên tiếng đúng theo cái lương tâm của mình. Mình người Việt Nam mình là người máu đỏ da vàng, sống là vì lòng thương chứ không vì lòng tham. Ra đường một ổ bánh mì thấy người khác đói vẫn có thể bẻ chia đôi được.
mà người dân Sài Gòn mình thì lại có một cái thói quen rất rất là cổ hủ từ đó tới giờ luôn. Là tôi nói thiệt, người Sài Gòn của tôi hôm nay làm được 10 đồng có thể là xài hết 7 đồng, 8 đồng, giữ được 2 đồng. Ngày mai tụi tôi đi làm, tụi tôi kiếm tiền tiếp, tụi tôi bù vô tiếp. Thành thử ra ai có hỏi ở tôi sống Sài Gòn sướng quá, tôi chưa bao giờ nói là tôi sống ở Sài Gòn tôi sướng chân á, mà tôi nói ở dưới quê sướng. Ở dưới quê còn có tiền mua ruộng, mua đất, chứ tụi tôi ở thành phố tụi tôi không có tiền mua, mắc lắm. Tụi tôi sống nhậu chuột không à. Tụi tôi sống nghèo lắm, nhưng mà cái tấm lòng của tụi tôi giàu lắm. Tấm lòng của tụi tôi giàu lắm, ra đường hả, thấy người nghèo. Tại sao có nhiều người mà Tân phải đi vạch trần là giả bộ lê lết trên đường để bán vé số mà Tân phải nói? Tại vì cũng lợi dụng cái lòng tốt của chúng tôi á. Chúng tôi cứ đi ngang cái bò lết là chúng tôi thấy tội nghiệp rồi. Là cứ xè tiền ra là để mua cho họ cho lẹ, để cho họ đi về. Chứ đâu có biết là họ bán hết cái sắp này thì họ lại móc trong túi ra sắp khác để làm tiếp đâu. Thì nếu như không có những người như Tân nè, không có những người giống như là anh gì Trần hả Tân? Công Trần. Anh Công Trần. Thì mọi người có biết được những cái trường hợp đó không? Rồi mọi người cứ thấy đi, ở ngoài Trung nè, quá trời người ta khổ mà các bé dị tật cũng rất là nhiều. Thì nếu thí dụ như giờ các kênh ở trong Nam tiền nhiều, kênh lớn tiền nhiều mạnh, các bạn nên ủng hộ một số ra ngoài Trung, ra ngoài Bắc, giúp thêm cho các trường hợp khó khăn đó, để họ xây được một căn nhà, họ xây được căn nhà cho bà ngoại, ông ngoại đi đứng thoải mái một tí, tuổi già là bao nhiêu đó thôi là thiện cũng đủ làm công đức rồi. Anh nói là tôi nói là tôi không nghĩ là thiện sẽ bỏ cái việc làm YouTube, thiện sẽ càng phát huy nhiều hơn nếu như thiện đi đúng hướng, và Tân cũng sẽ khuyến khích thiện, cũng sẽ hoan nghênh thiện, và mọi người đang theo dõi trên kênh Tân cũng sẽ giang tay ra đón thiện và hoan hô thiện. Cái này là tôi nói thật. Nếu như thiện bỏ bớt cái lòng sĩ diện của mình đi, ai cũng có lúc sai hết, nhưng mà khi mà mình đã nhận chữ sai rồi, mình sẽ cảm thấy là cái tấm lòng của mình á, mình sẽ cảm thấy cái lòng của mình á, nó rất là nhẹ nhàng. Cái chữ sai nó rất là đơn giản. Cái chữ sai người ta khi làm được rồi mà người ta chấp nhận, mở miệng lên nói là tôi sai rồi, tôi chấp nhận tôi sửa, xong rồi á, sẽ cảm thấy mọi chuyện nó rất là nhẹ nhàng, rồi mình lại làm lại từ đầu. Mình đừng lợi dụng vô tiền của bà con cho, tại vì á, cái kênh của thiện á, đã đủ cho thiện sinh sống rất là thoải mái rồi. Và thiện sẽ còn nhiều hơn nữa. Thiện sẽ còn nhiều hơn nữa người đăng ký nếu như thiện làm tốt. Thiện đừng để cho mình sau này người ta nói tới thiện là người ta nói ôi cái kênh này là không đủ tin tưởng. Mình làm cái gì là mình phải có trách nhiệm với cái việc của mình làm, dù nhỏ hay lớn, dù là cho đi 1 triệu, 2 triệu, 5 triệu, 10 triệu, nó đều phải có trách nhiệm trong đó hết, chứ không phải là mình cho đùa cho đại. Không biết thiện có nghe tôi nói không? Chị không biết thiện có nghe chị nói không Tân ơi? Chắc đang nghe đó chị. Dễ gì bỏ sót mấy cái cơ hội này để mai lập lỗ mà. Thì cái kênh Tâm miền Tây mà nói chuyện với Tân á, yeah. Thì chị nói thật, chị chỉ có thể nói một câu gì nè. Thiện với Tâm là một. Trước khi mà Tâm phỏng vấn Thiện á, thì Tâm đã tự lên clip bảo vệ Thiện rồi. Rồi xong rồi không có hiệu quả, rồi hai người lại ngồi song đôi với nhau để hỏi đáp. Mà
mà mọi người nhìn đi, có phải là cái đầu thiện nó hỏi cái đầu của thiện có đau không? Đó là rõ ràng là cái đầu thiện nó hỏi cái đầu gối thiện có đau không, thì dĩ nhiên là tâm nó gõ vô cái đầu gối thiện thì đương nhiên là cái đầu gối thiện nó phải đau rồi. Mình cần gì mà mình phải kiếm gà nhà ra để chứng minh? Mình cứ việc thoải mái đi ra đường, gặp ai cũng được. Ôi anh thiện kìa, cảm ơn anh giúp cái trường hợp này nha. Trời, tôi nói là ở trong Nam, ở miền quê rất nhiều trường hợp người ta chỉ cần có một căn nhà tiền chế thôi, một cây nước thôi, một cái đường dây điện thôi là người ta cảm thấy người ta hạnh phúc vô vàn rồi. Mà với cái số tiền đó đối với thiện nó giống như là muốn bỏ biển vậy đó. Thiện chỉ cần hô một tiếng thôi là người ta gửi tiền vào ảo cho thiện làm rồi đó. Mà thiện làm xong là thiện mới lại coi nhà nha, là coi nhà người ta làm như vậy là có đủ chắc chắn hay không nha. Mở kênh Hoàng Xanh Hoàng Bảnh lên đi, nhà khi giao là bao nhiêu tiền, anh làm xong tôi lại tôi kiểm tra căn nhà này là từ trên xuống dưới, cửa lớn cửa nhỏ cửa sau cửa bé gì đó nó đi nghiệm thâu hết, ok hết rồi thì nó mới cho cái người thầu đó rời đi, chứ không phải muốn rời đi là rời đi đâu. Rồi nhiều nhà không có cây nước, người ta xài nước sông, mà nước sông là mấy bạn cũng biết rồi, nước sông nó rất là dơ. Rồi những cái nhà thiện nguyện đó, những cái người YouTube đó, mà người ta kênh nhỏ, người ta chỉ có thể giúp được cái gì, nhiều nhà người ta chỉ có thể là lại xây dựng một cái cây nước thôi. Mà anh Sang á, là ảnh leo cút ở trên đầu trên núi á, ảnh làm nước xuống cho dân, ảnh làm nước chạy dài xuống cho dân xài á, tốn biết nhiêu tiền của ảnh không, tiền túi anh không, ảnh làm anh không than một tiếng, anh không nói một tiếng. Mà những đứa nó theo ảnh là những đứa nó toàn là nó xin vô không á, chú Tám ơi, bố ơi, cho con xin vô hội nha, cho con giúp mấy người nghèo với nha, con có thời gian rảnh, nay con có đi học, nay con không có đi làm, thời gian này con không có đi làm, con xin đi theo bố. Mà là anh Tám chỉ cần dạy tụi nó như thế nào đó, rồi nó ra nó làm rất là chỉnh chu. Một cái xác chết đưa từ ở bệnh viện ra còn phải đi phẫu thuật để khám nghiệm tử thi, rồi lại từ ở phòng xác cho vô hòm, rồi phải trở về nhà, nhiều chỗ trở về nhà không có đường vô là phải lấy cây xách vô, khiêng bằng cán xách vô. Các anh em đều làm hết, không đồng nha Tân, không lấy một xu, ở nhà đưa cũng không lấy. Thành thử ra là có nhiều mạnh thường quân, người ta sẽ góp tiền cho anh Sang, là cái này góp tiền gì, gửi chút tiền cho anh Sang, tiền xăng xe, tiền xe hư dọc đường, có tiền sửa đó. Nên cố gắng như vậy, nó cú đấm thép từ đầu nó cũng đi từ chiếc xe Honda cả thịt thịt hàng, rồi nó làm riết rồi nó chở riết rồi nó chở không nổi nữa thì nó cũng ráng nó cắt góp nó mua chiếc xe rồi nó chở được nhiều hơn, rồi nó vô trại cùi nè, trại hủi nè, rồi nó đi những cái nhà mà nghèo thì là nghèo mà gãy chân gãy tay mà lết không nổi, không ai lo, ông bà già ở nhà, rồi nó vô nó giúp. Rồi có khi là ông giấu bà, ông đi bán vé số mà cú đấm thép nó không cho đi nữa. Nó là ông bà ở nhà tiền thì nó lo, ông bà có việc ở nhà dưỡng già thôi mà nó còn giận. Đó là mình sâu sát, mà mình thấy sâu sát như thế thì chị ý là chị muốn nói là Thiện ơi, mình sống bằng cái tâm lặng đi. Hôm nay mình không được hưởng quả ngọt thì đời con, đời cháu của Thiện nó hưởng được quả ngọt. Hay người ta hay nói một câu gì nè, 49 bước qua, 53 bước lại, 70 chưa gọi là lành. Không có chuyện gì mình biết trước được hết. Một lời mình nói ra, mình phải có trách nhiệm với lời nói của mình. Đừng để cho sau này người ta cứ phải
nói lại những câu nói của mình mà người ta chê trách mình, bây giờ vẫn còn kịp nếu như thiện muốn sửa. Tại vì tân nó lên tiếng, nó không phải là nó muốn vạch lá tìm sâu hay là vạch lá tìm trứng đâu. Nhưng mà cái này là do bà con bức xúc, mà cũng là do cái trường hợp mà thiện đắp vô cái trường hợp của sư cô Hòa Hiếu đó. Nó phải gọi là nó quá đáng, nó quá đáng một cách không thể nào nói được. Mà chị đó là chị xem từ cái trường hợp đó là chị nói là bộ hết người giúp lại sao vậy? Mà biết bao nhiêu chùa, có những chùa mà người ta hả nó dột nát hết trơn rồi, sao không biết đi tìm hiểu? Bây giờ Google Maps xã Google là nó ra một đống, thì mình cứ đi, mình đi không tới thì mình nhờ những cái kênh YouTube nào nó có uy tín ở cái khu vực đó, mình nhờ mình gửi giùm, thì những kênh đó người ta cũng sẽ nói là của kênh của anh Lê Thân Thiện, nhờ tụi con trao giùm, đâu có mất mát đi đâu. Chị nói đúng không Tân? Dạ đúng đó chị. Đó, đây là những ý kiến chị cần nói. Thật sự là cái tâm chị là cái tâm lành. Chị muốn mọi người hòa bình thôi. Nếu như mà thiện nó bỏ bớt sân si đi, bỏ bớt cái tôi của mình xuống đi, đừng có mà hoang hoang, đừng có mà tự cao tự đại nữa. Hãy nhìn đúng vào cái thực tế hiện giờ của mình, và hãy khuyên các em của mình, các em mà đã hiện giờ đang theo thiện đó, như là Nhịp Sống Niêu, Bình Định Vô Yêu, Nanka, TT Food, Thanh TV, hay là Tâm Miền Tây, hay là cái gì nữa thì chị không biết. Khuyên các em này nên tẻ ra tất cả các hướng tìm hiểu những hoàn cảnh khó khăn nào đó cần giúp. Nếu như các em không đủ khả năng giúp thì nói với anh Thiện ơi, có hoàn cảnh này khó khăn nè, tụi em không đủ khả năng giúp, anh giúp tụi em một ít tiền đi để tụi em phụ. Thì cái tiếng thơm của Thiện nó để muôn đời. Hay là chờ chị nói thiệt luôn, Thiện xây cầu đi, Thiện làm đường đi, rồi xong á Thiện cắm một cái cây cọc gì đó tên Lê Thân Thiện, không người ta nhớ Thiện hoài không? Biết bao nhiêu công chuyện phải làm. Mà mắc gì mà mình cứ xây quần. 2 năm nay là chỉ có bao nhiêu trường hợp, đếm coi trên tay được bao nhiêu trường hợp. Đọc Phúc à, Phúc Bán Hoa, sư cô Hội Hiếu, ông Ba Đầu, ông Thầy Mùng, rồi trời chị không muốn nhắc tới luôn. Hóp ơi Canada, còn nữa chậm súng, còn nữa chậm súng, thật sự là chị không muốn nhắc tới luôn. Chậm súng là thật sự là chị giờ bây giờ là chị nói là chị nhìn cái cảnh của chậm súng là thật sự là chị cảm thấy là chị nói gì ta, người ta nghèo người ta phải có cái lòng tự trọng, nghèo đó là nghèo cho sạch rách cho thơm, nó phải có một cái lòng tự trọng tí. Bây giờ không thể nào mà Thiện nói Thiện đã đưa trọng lên rồi, bây giờ Thiện nhắm lại, giờ mà Thiện nhào vô nữa thì mọi người sẽ chửi Thiện. Cái Thiện đưa qua cái mấy anh em đằng sau là phải phụ cho trọng như vậy. Cái đó là hại trọng. Bây giờ là buông trọng ra đi. Trọng nó đang đứng trên cái tư thế như thế nào? Nó đang đứng trên hai cái chân của tất cả YouTube cho nó đứng. Bây giờ YouTube rút quân hết đi, nó té nhào xuống đất không? Nó té nhào xuống đất không? Nó đâu có cái gì vững chãi đâu. Thì mình phải lên kế hoạch. Bây giờ tất cả anh em ngồi lại lên kế hoạch nó. Nếu như nó không nghe thì mày về quê, hay là mày đi chỗ nào khác mày sống. Mày sống như thế nào để mày lo được cho cha mẹ mày, mày lo được cho vợ mày lo được cho con mày. Đó là trách nhiệm của mày, tại vì tự mày làm ra. Mà chị thấy là ngày nào cũng phải quay nó, rồi khoa trương nó, rồi những cái đó là những cái hình ảnh phản cảm. Nó không tiền, nó đi cầm xe, nó bán xe, rồi là tới tối nó lại đi chuột, rồi ngày mai lại cầm xe, lại bán xe, rồi lại đi chuột.
rồi bán không hết thì có mạnh thường quân giúp đỡ này nọ. Chị cảm thấy đó là những cái việc làm đó rất là vô bổ luôn, vô bổ vô cùng. Nhắm bán không được thì thôi đừng bán nữa, thì thôi đừng bán nữa. Mình không thể nào mà mình đem cái lòng tự trọng mình ra mà để cho người khác quần mình, giống như là mình là một, còn hơn là người máy người ta bấm một cái á, nó còn biết làm gì trong vòng 24 tiếng, còn trọng nó còn hơn người máy vậy đó. Kêu đúng là kêu nó đứng nó đứng, kêu nó ngồi á. Chị nói là giỏi lắm thêm tháng nữa đi, nó mà còn đứng được nữa mới gọi là hay. Chi mà khổ vậy thì bây giờ là cứ mọi người á thấy như vậy á thì mọi người á nên cố gắng cùng với Tân chung sức. Nói như thế nào để cho thằng Thiện này hiểu ra, nó hiểu chứ không phải là nó không hiểu, nhưng mà tại vì giờ cái lòng tự cao tự trọng của nó nhiều quá, nó sợ giờ nó xuống một cái, giờ nó mà chấp nhận nó sai một cái nó mất hết những mạnh thường quân đó. Mà chị nói thật, mạnh thường quân một khi đã gửi về cho chưa có bao giờ mà chị thấy là mạnh thường quân nhận lại được những số tiền đó chứ. Đừng có nói mà gửi trả là mạnh thường quân không có cửa đó đâu. Thành thử ra là bây giờ nếu như mà nó có tâm từ, nếu như mà nó có tâm thật sự, những đồng tiền mà nó đã nhận mà nó chưa trả cho ai á, thì tự nó ghi sổ, tự nó biết, nó cũng không cần phải thông báo cho mạng cho đồ đâu. Tại vì tất cả những con số mà nó nói trong thời gian qua đều không chính xác, bây giờ nó có nói nữa cũng không chính xác. Thì nó cứ việc làm đúng theo cái tâm của nó cứ việc trả đúng lại cho người ta, hoặc là những người nó không trả lại được thì nó cứ giữ đó, chứ mà đừng có gửi vô ngân hàng lấy tiền lời xài mỗi tháng nha. Chị đang nói là không phải giờ chị đang nói nữa, mà chị nghĩ chắc là tất cả những đồng tiền này nó gửi trong ngân hàng để nó sanh ra tiền lời nó xài mỗi tháng, tại vì với cái tâm trí của nó không bao giờ mà nó móc tiền túi nó ra đâu, nó chỉ biết thu vô thôi chứ đâu biết bỏ ra đâu. Nhưng mà không bỏ ra một lần, mới bỏ ra một lần đó là cả túi á. Thành thử ra là Thiện ơi, suy nghĩ lại đi. Chị Khúc Trần cũng đã nói em, chị Kim Huê cũng đã nhẹ nhàng nhắc em. Bà ngoại 81 tuổi cũng đã lớn rồi, bà ngoại cũng lên tiếng nói em, mà em nói bà là bà chị Hà Nạp, đây là một câu nói rất là vô lễ, rất là vô lễ luôn. Mà bà ngoại 76 tuổi hồi nãy bà ngoại nói là theo cái dạng là bà ngoại bức xúc, là tại vì ngoại có gửi nhưng mà đồng tiền không đến được nơi mà ngoại muốn, năm ra là ngoại bức xúc, mà Thiện không cho ngoại một câu trả lời xác đáng là Thiện đã dùng nhận mục đích gì, thì Thiện bắt buộc thì phải giải trình cho một số trường hợp để cho mọi người biết là Thiện làm gì. Chị hy vọng là Thiện nghe hết được những cái gì mà chị nói, chị không có ác ý gì với Thiện hết. Tại vì từ đầu chị cũng như Tân, chị cũng đăng ký tới kênh của Thiện, chị cũng xem kênh của Thiện mỗi ngày. Nhưng mà mình đã nói mình là một đàn anh, mình là một kênh lớn, mình phải cho ra dáng một tí. Thiện ơi, còn bao nhiêu người người ta có cái kênh lớn hơn Thiện nữa kìa. Cả triệu người mà người ta làm rất là đàng hoàng, nghiêm chỉnh. Không biết Thiện có thấy không mà sao Thiện cứ nghĩ là mình ở trên trời vậy. Chỉ mong là Thiện đừng có mà trèo cao té đau nha. Mà với những cái tính cách như vậy mà Thiện bây giờ mà Thiện không từ từ chấp nhận đi, buông bỏ đi, bớt sân si đi, khi nào mà Thiện té xuống một cái là chị nói thiệt, Thiện chỉ có đi từ mà chết tới chết thôi, chứ Thiện không chấp nhận nổi cái thực tế đâu. Mong là những lời chị nói Thiện nghe được cho Thiện. Rồi chị nói tới đây nha, cảm ơn Tân nha. Con cảm ơn các ông bà chú bác, các anh chị. Em cũng cảm ơn anh Dũng Võ ở nước ngoài đã ủng hộ cho anh Tân. Mong các anh chị có tiếng nói mạch lạc, xúc tích thì các anh chị phân tích cho mọi người nghe. Tại vì không ai muốn làm khó cho Thiện đâu.
Nhưng mà tại vì những việc có thiện làm nó quá đà đi, nó đi sai quá đà, người ta mới phải lên tiếng. Chứ một cái kênh lớn như vậy mà tối ngày cứ hò hét là phải dập tắt cái kênh nhỏ này để làm cái gì? Nếu như người ta làm sai, khỏi cần thiện phải lên tiếng, khỏi cần thiện phải lên tiếng đề nghị là dập tắt cái kênh của Tân Lan Thang Sài Gòn đâu. YouTube nó đè sập Tân mất đi rồi, đúng không mọi người? Yeah. Rồi, chị cảm ơn Tân nha. Dạ, em cảm ơn sự chia sẻ của chị nha. Em chúc chị cùng gia đình sức khỏe chị nha. Rồi, chị cảm ơn Tân. Dạ, cảm ơn chúc chị. Chúc Tân và mọi người sức khỏe.